Nằm tại rìa Bắc Cực nhưng lại được sưởi ấm bởi dòng hải lưu vùng vịnh, sở hữu hàng trăm ngọn núi lửa nhưng cũng là nơi có băng hà lớn nhất châu Âu. Iceland thực sự là vùng đất của lửa và băng. Đất nước này là nguồn cảm hứng và phim trường cho rất nhiều bộ phim, trong đó phải kể đến trò chơi vương quyền Game of Thrones. There's just nothing quite like the real thing if you can find it. Iceland exists and it's real and it's cold as hell and it's beautiful and there's just nothing like having that reality on screen. It doesn't look like anywhere else. Half the time it doesn't even look real. Chính điều này đã thu hút một người đam mê du lịch và đồng thời cũng yêu điện ảnh như mình quyết định trải nghiệm quốc đảo nổi tiếng với thiên nhiên khắc nghiệt nhưng được ví như một hành tinh khác trên trái đất này. Iceland bước vào mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau và lúc này thời tiết rất khắc nghiệt và khô hanh. Tuy nhiên vì muốn trải nghiệm tuyết, sông băng, đồng băng và cảm nhận cái lạnh của vùng Bắc Cực nên mình đã đến Iceland vào thời điểm này. Đặc trưng của Iceland là các địa điểm du lịch nổi tiếng lại nằm rất xa thành phố và nằm khá biệt lập, cho nên không thể dùng phương tiện công cộng. Để trải nghiệm băng đảo chỉ có hai cách: thuê ô tô tự lái hoặc đi theo tour, và mình đã chọn phương án thứ hai. Bây giờ nó là 6:30 sáng. Hôm nay mình có tour lúc 7 giờ. Hey, my name is Simon. I'm going to be your guide for this tour. First off, before we get going, we're going to take off your jacket or something. Then it may be better to do it now than when we are driving. Funken, now the former wife of Tom Brady, the Brazilian one. Maybe add 20 pounds, who cares? Thế là mình đã đến được điểm đầu tiên trong hành trình ngày hôm nay, đó là ngôi làng Vík. Vík nằm ở phía nam Iceland, được biết đến với phong cảnh ấn tượng, sẽ rất lý tưởng nếu bạn muốn trải nghiệm vẻ đẹp và sự thanh bình của vùng nông thôn Iceland. We have the ice cap and Eyjafjallajökull. The volcano is underneath the ice. Trong ngôn ngữ của người Iceland, Jökull có nghĩa là tảng băng, và highlight cho chuyến đi ngày hôm nay chính là đầm sông băng lớn nhất Iceland, Jökulsárlón. Tại đây ở ngã tư Vatnajökull, băng hà lớn nhất châu Âu, các dải băng đã trôi nổi hàng nhiều năm rồi và bây giờ nó tan dần dần đến khi đủ nhỏ để hòa vào làn nước biển. Đến đây mọi người sẽ thấy mặt nước một màu xanh ngọc bên cạnh những tảng băng trắng muốt. Người ta bảo rằng những gì đang nổi trên mặt nước ở đầm băng này chỉ là phần bên trên rất nhỏ của khối băng khổng lồ. Các bạn biết không, Jökulsárlón còn là bối cảnh của nhiều bộ phim như James Bond, Kẻ Cướp Ngôi Mộ, Tomb Raider hay Batman. Jökulsárlón còn có một lịch sử rất phong phú vì dòng sông băng nuôi dưỡng nó đã tồn tại hàng trăm năm, thay đổi và phát triển theo thời gian. Tuy nhiên vì biến đổi khí hậu, tầm 100 năm nữa người ta dự đoán rằng mọi sông băng ở Iceland đều sẽ tan hết. Đi quanh cái đầm sông băng này mãi mình mới tìm thấy được một em hải cẩu đang nằm phơi nắng ấy. Cách Jökulsárlón không xa là bãi biển Kim Cương Diamond Beach. Đây là một bãi biển khá độc đáo, được biết đến với những tảng băng đến từ đầm phá Jökulsárlón, nơi các khối băng vỡ ra và trôi lênh đênh trên biển, cuối cùng là dạt vào bờ biển này. Cũng trên tuyến đường đi về phía nam của Iceland để tới Jökulsárlón, đoàn chúng mình đã bắt gặp sông băng Svínafelljökull, một đầm phá sông băng đặc trưng bởi những tảng băng gồ ghề. Đây là một trong những chòm băng lớn nhất ở lục địa châu Âu. Trừ dây chuyên dùng đi trên tuyết ra thì mình phải mua cả một dàn bộ trợ như thế này mới có thể đi trên băng được. Fan hâm mộ của trò chơi vương quyền có thấy cái cảnh này quen thuộc không? Nó đã từng xuất hiện trong bộ phim đấy.
Skógafoss là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới. Skógafoss còn được xem như một phần lịch sử của Iceland vì đây là nơi mà một số bảng chữ cái cổ đại đã được tìm thấy. Ngoài Game of Thrones thì bộ phim Thor của Marvel cũng được quay một phần tại Skógafoss. Bãi biển đen Rennisfjara được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới không nằm ở miền nhiệt đới. Nơi đây nổi tiếng với cát đen, được hình thành do hoạt động của núi lửa và sự xói mòn trong hàng nghìn năm. Dung nham phun trào kèm theo đá núi lửa rơi xuống mặt đất, ngồi lặn vào biển thành màu đen như thế này đây. Thời tiết ở Iceland cực kỳ khó đoán và vào mùa đông tuyết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà mình mới thấy được cảnh tượng tuyết rơi trên biển cát đen như thế này đây. Cách bờ không xa là mỏm đá Bazan Reynisdranga. Bãi biển này xuất hiện gần cuối phim Noah và It's Watched by the Sea được đề cập trong suốt loạt phim Game of Thrones nhưng không thực sự xuất hiện cho đến phần 7 tập 5. Nếu bạn đã xem phim này thì bạn sẽ biết đây là nơi Jon Snow bắt đầu hành trình tìm xác sống mang nó trở lại King's Landing. Khi đặt chân đến đây rồi, mình mới thật sự hiểu tại sao Iceland lại được ví như một hành tinh khác trên trái đất. Tuy nhiên, đây chỉ là một nửa hành trình và mình xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo.